Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Bookshop Sẻ 88. Trong video trong tập 8 tiếp tục đem đến cho bác một dòng sản phẩm cực mới, đó là chiếc da ATX 830 màu mới nhất hiện nay, đó là màu xám đen cam. Thì hôm trước em đã review cho các bác đó là màu xám đỏ, thì hôm nay hãng đã tiếp tục về một màu mới, đó là màu xám đen cam. Thì hàng này rất là hot, về tới đâu là hết hàng từ đấy. Thì hôm nay em sẽ làm một video cực ngắn review lại chi tiết cấu hình của chiếc da ATX 830 đời 2020 cho các bác ở xa để xem được cấu hình của chiếc xe này. Thì chiếc da ATX 830 đời 2020 thiết kế khung nhôm, bộ chuyển động Shimano Antut với 3 đĩa 9 níp, bộ chuyển động Shimano với kết hợp với dòng phanh dầu thì đi rất là êm. Cùng với đó xe đã sử dụng mở khóa thụt ở trên tay, rất là tiện lợi cho các bác nào thích điều chỉnh trên các con đường mà nó sắp hoặc về đường bằng, các bạn có thể điều chỉnh khóa thụt luôn. Bây giờ em sẽ review chi tiết cho các bác xem cấu hình của chiếc xe này. Thì hiện tại giá của xe này là chiếc da ATX 830 2020 số tận 85 bán sale trong tháng 10, giảm giá từ 10.900.000 đồng xuống chỉ còn 10.200.000 đồng tặng kèm giá đề nước, bình nước, chuông cũng như đó là chắn bùn. Thì các bác nào nhu cầu mua xe alo trực tiếp hotline 0933522186 để làm xe này. Bây giờ em sẽ review cận cảnh chi tiết cho các bác xem cấu hình chiếc xe da ATX 830 2020 màu xám. Xám đen cam. Đây là toàn bộ chiếc gian ATX 830 đời 2020. Thì thiết kế của xe là xe thiết kế khung nhôm. Khung xe được làm bằng nhôm, hợp kim nhôm các bác nhé. Các bác xem mối hàn khung này, mối hàn khung. Đây còn là hàn vây cá này, hàn khung. Còn đây là màu sắc của xe này, màu xám đen cam. Màu cam chỉ pha vào thôi, đa số là màu đen và màu xám là nhiều, là màu chủ đạo. Xe sử dụng dây đi âm sườn, hệ thống dây của xe đều đi âm sườn hết các bạn. Đi âm trong sườn này rất là sạch, cũng như là nó đỡ bị han rỉ dây. Xe sử dụng bộ chuyển động Shimano Antut với củ đề gạt đề trước là Shimano Antut này, củ đề sau cũng là Shimano Antut này, Shimano Antut. Và đùi đĩa của xe sử dụng đùi đĩa nhôm gian 3 tầng đĩa, nhôm gian 3 tầng đĩa. Níp của xe sử dụng níp Shimano CSHG 200 9 tầng níp. Xích của xe sử dụng đó là xích KMC X9 các bác nhé, KMC X9 này, xích KMC X9. Xăm lốp sử dụng xăm lốp gian quy cách 27.5 x 1.95, vành sử dụng vành nhôm gian, vành nhôm gian. Chân van là chân van hạt gạo này các bác này, đây chân van hạt gạo. Ngoài ra thì xe sử dụng mở khóa nhanh ở cầu yên, ở cầu yên mở khóa nhanh gian ở cầu yên này, cầu yên là cầu yên nhôm gian đúc này, cầu yên nhôm đúc luôn. Bê đan bên nhôm vây cá này, bê đan nhôm vẩy đinh ý. Vẩy đinh em lại nhầm sang dòng Peter đua. Yên này, yên gian da mềm, yên này rất là êm này, yên chính hãng, đồ từ A của dòng gian thường thường đồ từ A Z đều là của gian hết, chính hãng. Bô tăng sử dụng bô tăng nhôm gian, ghi đông sử dụng ghi đông nhôm gian luôn. Còn tay đề sử dụng tay đề Shimano Antut, Shimano Antut 339 nhé, một viên 3 và viên 9 này, một viên 3 và viên 9. Đây là cái chuông, chuông chính hãng của gian. Đây là mẫu khóa thụt ở trên tay đây. Đây là mẫu khóa thụt trên tay, rất là tiện lợi cho những bác nào mà đi thay đổi nhiều con đường phẳng mà sang đường sóc thì có thể mở khóa thụt liên tục được, chỉ cần trên tay không phải dừng lại mà mở khóa thụt nữa. Còn phanh của xe sử dụng phanh dầu Shimano này, tay nắm ra thì nắm gian này, tay nắm gian là sừng này, sừng là sừng gian nhôm này. Càng của xe sử dụng càng nhôm, càng nhôm với thụt nhún dầu. Các bác xem thụt nhún dầu nó to, thụt nhún thép cực nhiều luôn vì nhún dầu mà, thụt nhún dầu mở khóa trên tay. Đây là càng nhôm này. Còn phanh sử dụng phanh dầu Shimano này, đĩa còn là đĩa gian luôn nhé, còn mở khóa nhanh ở trục. Còn máy ơ của xe sử dụng máy ơ gian nhôm đúc, nhôm đúc luôn. Đây là máy ơ đúc này các bác. Cốt giữa của xe sử dụng cốt giữa đúc bạc đạn, đúc bạc đạn. Đấy là tổng thể chiếc xe đạp gian ATX 830 màu xám đen xám đỏ, đen xám cam các bác nhé. Chiếc này thì rất là hot, hàng này vừa về em phải review nhanh vì đã có khách đến đấy rồi, em phải review, xin phép khách review nhanh. Nên bác nào nhu cầu mua xe đạp gian ATX 830 thì các alo trực tiếp online bên em 0933522186 để hàng mẫu xe này, hoặc truy cập website xe đạp 88.vn để biết thông tin chi tiết về mẫu xe này. Hôm nay thì đã có một bác khách ở Hà Nội đã đến qua chi nhánh 32 Vạn Phúc
Hà Đông để lấy xe thì em đã xin phép bác cái review nhanh. Để những bác nào ở xa có nhu cầu mua xe này thì có thể xem được mẫu mã, màu xe cũng như là đặt hàng mẫu xe này. Thì các bác nào có nhu cầu được mua xe đặt hàng cứ alo trực tiếp hotline bên em 0933 522 186 hoặc truy cập website xe88.vn, hoặc các bác thể comment ngay phía dưới video này. Các bác cảm thấy video này hay, bổ ích thì có thể cho em một like cũng như subscribe để em lấy động lực làm những video sau tốt hơn. Cảm ơn các bác đã xem video.